Nè, đi chợ mua cái gì vậy? Tôi coi coi. Trời ơi, sao toàn thịt cá không vậy? Anh Đạt bảo là thèm thịt kho với canh chua cá mẹ ạ. Ăn ba cái thịt cá này cho đỡ bệnh hay sao? Bộ con muốn cho chồng con bị gút hả? Dạ không có, con đâu có định thế đâu mẹ. Làm dâu nhà này không dễ đâu. Có phải là em chỉ cần nấu ăn ngon là được đâu. Em còn phải biết chọn món gì mà tốt cho sức khỏe của anh nữa chứ. Kìa chồng. Nè, đừng có cãi nữa. Đi chợ mua thêm rau cải gì đi. Rồi tôi về á, tôi dạy cho cách nấu sao mà bữa ăn cho được ngon, cho có dinh dưỡng cho chồng, biết chưa? Đi đi. Oh my god. Ăn đi con. Trong anh đi mẹ. Ăn đi con. Thịt cáo đâu mẹ, toàn rau rau này. Ăn rau đi con, có lợi cho sức khỏe đó con. Biết là vậy nhưng mà không phải có món này món kia chứ. Toàn rau này con nuốt làm sao. Nè, đòi chăn rau phải không? Ôi, có vợ thì sung sướng gì ông anh. Em anh chán lắm đấy này. Đường đường là một thằng đàn ông đang đẹp trai phong độ này mà cưới vợ vào cứ như đeo gông ấy. Thôi, hôm nào ông anh dạy em cách chăn rau đi. Kiếm vài cô cặp kè cho sướng. Đó, bây giờ có rau rồi đó thì ăn đi. Nước không trôi à. Có gia đình rồi á mà bày đặt đeo bồng, đi ra ngoài kiếm trà xanh, uống cho thanh nhiệt giải độc hả con? Con đùa thôi mà, con đã làm gì đâu. Đợi mà con làm á thì con dâu của mẹ nó khổ rồi sao. Nè, nhớ chưa nha. Anh xin lỗi vợ. Không có mẹ là em tha cho anh đâu. Mẹ chồng con là số 1.